Kính thưa quý vị, người hâm mộ hoạt hình Nhật Bản đổ về Los Angeles để tham dự triển lãm hóa trang. Vào hôm thứ Năm vừa qua, những người hâm mộ phim anime là loại phim hoạt hình Nhật Bản đã cùng đổ về Los Angeles trong những bộ trang phục cosplay để tham dự ngày khai mạc của triển lãm Anime Expo năm 2014 được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Los Angeles. Theo dự kiến của ban tổ chức, sự kiện kéo dài trong vòng 4 ngày nói trên sẽ thu hút tổng cộng hơn 200.000 người hâm mộ tham dự. Phần lớn những người có mặt tại sự kiện đều đánh giá rất cao sự phức tạp trong cốt truyện và cách phát triển nhân vật của phim hoạt hình Nhật Bản. Rất nhiều người hâm mộ đã tự mình thiết kế trang phục để thể hiện sự hâm mộ của họ đối với các nhân vật nổi tiếng. Hiện nay, Anime Expo đang là triển lãm anime lớn nhất khu vực Bắc Mỹ, với hàng loạt các gian hàng, các buổi biểu diễn và thậm chí là cả một chương trình thời trang hoạt hình. Theo dự kiến, triển lãm này sẽ được diễn ra trong vòng 4 ngày từ ngày 3 tháng 7 cho đến ngày 6 tháng 7 tại địa điểm tổ chức là Trung tâm Hội nghị của Los Angeles.